Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ A Xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 2 Huyền Sắc chương 3 Côn ngữ đao 1 Thời kỳ Minh Triều Gia Tĩnh 1 Lục Tử Cương đứng trong xe chờ tù nhân, đờ đẫn nhìn phía trước. Nơi đây là kinh thành hắn ở lại mấy năm, Hắn biết khi xe chở tù di chuyển đến Tây Tứ Bài Lâu, cũng là lúc sinh mệnh của hắn đi đến đường cùng. Phía Tây Kinh Thành là một khu phố thị phồn hoa nhất, trước giờ hắn cũng thường xuyên quyến luyến nơi này, chỉ là không nghĩ tới, lần sau cùng lại trở thành tù nhân. Trước đó không bao lâu, hắn là thợ thủ công nhận được hoàng ân, cũng chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì chạm khắc tên mình lên long đầu, mà rước lấy họa sát thân. Người đời đều nói hắn cậy tài khinh người không để hoàng thượng vào mắt, nhưng hắn không cảm thấy mình có gì sai. Cuối cùng người nọ có nói, gần vua như gần cọp, quả nhiên không gạt người, mà cửa hàng đồ cổ mang tên Á Xá, hắn cũng không trở về được rồi. Có lẽ bởi vì gần đây phạm nhân bị hành hình tương đối nhiều, cho nên dọc đường đi người đi đường thấy xe chở tù nhân biểu tình rất bình tĩnh, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, rất nhanh quay mặt đi. Chỉ có vài tiểu hài từ khoảng 7, 8 tuổi, Cười tâu tuét chạy theo xe chờ tù nhân, còn cất giọng trong trèo hát bài đồng giao, bình tắc môn, lạp đại cung, quá khứ tự thị chiêu thiên cung. Chiêu thiên cung, tả đại tử, quá khứ tự thị bạch tháp tử. Lục tử cương nhìn những thân ảnh nho nhỏ này, ngẩn ngơ nghĩ đến, thời gian nàng và hắn gặp nhau, nàng cũng lớn như vậy. Cả đời này của hắn, chạm khắc qua vô số mỹ ngọc, gì mà thạch anh ám khói hoa mai để cắm hoa thanh ngọc sơn thủy ngọc hạp, vân ngọc thạch anh để làm bình trà, tay nghề của hắn trên thế gian này chắc cũng không có người sánh bằng. Thế nhưng không nhiều người biết, đồ vật tinh xảo để lưu truyền thế gian, không phải là tác phẩm hắn yêu thích nhất. Hắn khó khăn mở tay ra, trong bàn tay đầy vết chai, có một khối ngọc hình khóa trường mệnh lóng lánh nằm yên lặng. Mỹ ngọc tốt nhất, mịn như tuyết trắng, màu sắc trong như trăng tròn đêm thu như màu da trắng nõn sạch sẽ của nàng. Hắn quên luyến vuốt ve khối khóa trường mệnh, giống như là là chạm đến gương mặt nàng. Lục tử cương nhìn thấy ánh mắt tham lam của binh sĩ bên cạnh, nhưng cũng không hề để ý tới, chỉ là cúi đầu lặng lẽ nhìn chăm chú vào từng đường vân trên mặt. Quả nhiên trường mệnh bách tuế cũng chỉ là nguyện vọng, lục tử cương thì thào lầm bẩm năm đó hắn dùng sự thành kính của mình để khắc bốn chữ lên khối ngọc, chỉ cầu xin nàng có thể trường mệnh bách tuế. Ký ức lại hiện lên thật rõ nét trước mắt, giọng nói và nụ cười của hắn, rõ ràng là trước mặt, nhưng dường như lại ở trước kia. Bình sĩ ở bên cạnh thu lại ánh mắt, nghĩ thầm cũng không nên nóng lòng. Chờ qua buổi trưa canh ba, khối khóa trường mệnh này sẽ thuộc về tay mình. Bọn trẻ đang chơi đùa bị đại nhân gọi lại, nhưng tiếng đồng dao vẫn thanh thúy xa xa vang lên, đế vương miếu, nhiễu hủ lô, lục bích tựu thị tứ bài lâu, tứ bài lâu đông, tứ bài lâu tây, tứ bài lâu để hạ mại cổ y. Lục tử cương chăm chú nhìn khóa trường mệnh đang cầm trong tay lần nữa. Đây là vật quý báu nhất của đời hắn, cũng là cuộc đời này, lần sau cùng hắn có thể nắm được gì đó. Mái hiên cao cao của tứ bài lâu đã gần ngay trước mắt. 20 năm trước, lục tử cương đứng trên con đường phồn hoa nhất ở Tô Châu, hít sâu một hơi, nắm thật chặt bọc hành lý trên người, bước trên tảng đá mọc đầy rêu xanh đi lên phía trước. Năm nay hắn 10 tuổi, cũng là lần đầu tiên đi đến phố thị phồn hoa như vậy. Nhìn đoàn người xung quanh tới lui, lục tử cương cúi đầu nhìn quần áo tả tơi mình đang mặc, tự ti giấu chính mình trong bóng tối của con đường mà đi. Khi đi qua một cửa hàng, người được mùi thức ăn đậm đà, hắn nhịn không được ngừng bước, bao tử kêu lên ủng ục. Ở đâu ra tiểu khất cái? đi đi, đừng cản đường của ra. Lục tử cương ngượng ngùng trốn trong một bên hẻm nhỏ chật hẹp, nhìn trái phải không có người, liền móc ra một miếng lượng khô. Hắn cố gắng ngửi mùi thức ăn trong không khí, lúc này mới cắn một miếng màn thầu đã cứng. Tuổi của hắn không lớn lắm, nhưng cũng đã thấy qua thói đời nóng lạnh. Năm năm trước, vì chìm thuyền ở Thái Hồ mà phụ mẫu hắn chết, sau đó hắn chỉ có một mình thân thích không ai muốn nuôi dưỡng một hài tử không lớn không nhỏ. Cuối cùng hắn được thúc phụ thu dưỡng, kết quả không quá mấy năm, đã bị thầm thầm đuổi đi. Hắn vốn có một gia đình hạnh phúc, phụ mẫu đối với hắn càng cưng chiều hơn, nhưng mà hạnh phúc, giống như là ánh nắng mùa xuân, nắng không dứt, nhưng vươn tay thì không thể chạm được gì. Ngay cả cảm giác ấm áp còn lại đều không có. Lục tử cương ngây người rụt tay lại, một lần nữa cầm màn thầu đã khô cứng cúi đầu che lại đôi mắt chứa đầy mất mát. Đã vô số lần hắn từng nghĩ, nếu ngày đó phụ mẫu không ngồi thuyền, hay là ngồi chuyến đỏ sau, thì bây giờ chắc chắn hắn đã không nghèo túng mà đứng ở đầu đường Tô Châu. Nhưng số phận, không phải có thể đoán được dễ dàng như thế. Hắn biết thúc phụ rất khó khăn, nhà nghèo khổ, còn có ba hài tử, khi hắn còn nhỏ còn có thể chia cho hắn một miếng cơm, nhưng bọn nhỏ càng lúc càng lớn, thật sự là không thể nuôi nổi. Tuy rằng thúc phụ là mài ngọc sư, mỗi khối ngọc qua tay đều rất tinh mỹ, nhưng địa vị thấp, phí gia công khối ngọc lại qua tầng tầng bóc lột, tiền công đến tay thừa lại chẳng bao nhiêu. Lục tử cương quý trọng miếng màn thầu không có mùi vị trong miệng, cẩn thận cắn rồi mới nuốt xuống bụng, lúc hắn còn nhỏ, việc ruộng đồng không thể làm nổi, cho nên vẫn theo thúc phụ học chạm ngọc. Thúc phụ nói lần này để hắn đến thành Tô Châu, là muốn tiến cử để hắn vào cửa hàng đồ cổ học nghề. Nhưng những lời này chưa chắc là đúng, dù sao thúc vụ không có tự mình dẫn hắn đi, chỉ cho hắn địa chỉ cửa hàng và tên cửa hàng, ngay cả tên ông chủ cũng chưa từng nói. Hay là, hắn bị bỏ rơi. Lục tử cương nhìn nửa miếng màn thầu còn lại trong tay, tuy rằng bao tử vẫn còn đói, nhưng hắn lại đem nửa miếng màn thầu cất đi. Nói không chừng, tối còn có thể lấy ra ăn nhưng nguyện vọng nhỏ bé của hắn cũng không thể thực hiện được từ trong mõ nhỏ có một tiểu hài nhi như bóng ma lao tới thoáng cái đụng vào lưng lục tử cương nửa miếng màn thần trên tay hắn rớt xuống lăn vài vòng mới dừng lại lục tử cương không để ý đến tên đầu sỏ gây nên chuyện, mà chạy vội đi nhặt lên miếng màn thầu dính đầy đất cẩn thận phủi sạch cát trên đó này bẩn như vậy không thể ăn được một thanh âm ngây thơ vang lên tiểu nữ kia ngồi trước mặt hắn. Đầu tiên lục tử cương thấy một đôi hài đầu hổ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Một tiểu nữ đáng yêu như ngọc cười cười khanh khách nhìn hắn, mặt trời nhô lên cao soi dọi lên người nàng, tạo thành một vầng sáng màu vàng trói mắt, làm người ta khó mà nhìn thẳng. Đây là hình ảnh hắn lén lút cất kỹ suốt đời. Hắn ngây người nhìn tiểu nữ hoa trắng ngần, nhìn hai bím tóc trên đầu nàng đang lay động, làm hắn muốn đưa tay nắm lấy, lại phát hiện trên món tay đầy bụi bặm, lại tự ti rút trở về. Bàn tay nhỏ bé mịn màng nắm lấy bàn tay hắn đang rụt về, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể cầm vài ngón tay hắn, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc vang lên, đi thôi. Ta đãi người ăn cơm. Lục tử cương mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó lặng yên cầm ngược lại bàn tay bé nhỏ. Mềm mại, giống như chỉ cần dùng lực một chút sẽ bị bóp nát. Hắn thả bớt sức lại không nỡ buông ra. Có lẽ tiểu nữ oa chỉ mới 7, 8 tuổi, đầu còn chưa đến bờ vai hắn. Theo phía hắn nhìn xuống có thể thấy đỉnh đầu của nàng, hai bím tóc theo bước đi của nàng đung đưa, lắc lư làm hắn ngẩn ngơ. Lục tử cương bị nàng kéo vào phía sau một quán xá nào đó, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh ồn ào ầm ĩ phía trước. Trong sân có một con chó màu xám, nhìn thấy bọn họ đi đến cũng không hề kêu to, mà phe phẩy đuôi chạy tới thân thiết chạy xung quanh bọn họ ngươi chờ một chút ta đi làm cho ngươi một chút thức ăn tiểu nữ oa buông tay hắn ra nhanh nhẹn chạy đến bên kệ bếp đây chắc là phòng bếp phía sau nhà hàng trên đó còn có thức ăn dư đang bày ra lục tử cương nuốt nước bọt tiến lên kéo tiểu nữ oa lắp bắp nói rằng không cần không cần phiền phức đồ ăn dư có thể ăn được tiểu nữ oa ngẩng đầu ánh mắt lóe lên như ngọc chưa ý cười không nên không nên, ta sẽ làm cho ngươi. Nàng lấy đi nửa miếng màn thầu dính đầy bụi bặm trong tay hắn, ném cho con chó xám kia, sau đó xoay người lại rửa tay. Chỉ thấy chó xám kia ngửi một chút, dùng vuốt lật màn thầu, ghét bỏ nằm úp sấp lên chỗ như lúc nãy. Lục tử cương không có cách nào khác, chỉ đi phía sau nàng. Lúc nàng rửa tay, có rời đến một cái ghế đổ cao đến nửa người của nàng, sau đó tiểu nữ hoa run dày dẫm lên ghế đầu so với kệ bếp không cao bao nhiêu, nguy hiểm quơ sạn, lục tử cương đứng sau nàng, hắn cảm thấy dù thế nào cũng rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống. Chờ đợi hắn nghĩ xong, chợt nghe tiếng tiểu nữ hoa kêu lên, ai nha? Một tiếng, mắt thấy nàng thực sự sẽ ngã xuống, lục tử cương không thể suy nghĩ nhiều, đỡ cho nàng từ phía sau. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi tiểu nữ qua hoàng hồn vỗ ngực, quay đầu lại cười ngọt ngào với hắn. Lục tử cương nhanh chóng lắc đầu, nhớ đến vừa rồi chạm vào thân thể mềm mại của nàng, trên mặt liền đỏ bừng. Tiểu nữ hoa thành thạo đem cơm nguội bỏ vào nồi, động tác dứt khoát nhanh nhẹn đập hai quả trứng gà, bắt đầu xào cơm. Nhà bếp làm làn da trắng nõn của nàng lộ ra màu đỏ, chán đọng mồ hôi, nàng lau đi, tiếp theo chăm chú xào cơm trên nồi. Biểu tình rất trang nghiêm, làm lục tử cương không khỏi cảm thấy si mê thật ra tiểu nữ oa cũng chỉ là một món cơm chiên trứng rất đơn giản nhưng nhìn món cơm chiên trứng bốc khói trên bàn lục tử cương nhìn gương mặt lấp lánh nụ cười có một sự ấm áp khó hiểu nảy lên trong lòng màu ăn đi màu ăn nhìn ngon không phụ thân ta nói làm được nhưng không ngon nhưng sau này ta phải làm trù nương phụ thân nói ta có tư chất tiểu nữ oa nói liên tục đưa muỗng vào tay hắn, sau đó chờ kết quả ăn thử từ hắn. Lục tử cương mốc một miếng bỏ vào miệng, hạt cơm có chút cứng, có chút mặn, thậm chí trứng gà còn có chút sống, nhưng mà... Ngon lắm, hắn nghiêm túc nói. Tiểu nữ hoa lập tức cười vô cùng sáng lạn, như ánh nắng mặt trời trên cao vô cùng chói mắt. Lục tử cương híp mắt lại, có điểm không thích ứng với sự nhiệt tình này. Nè, ngươi tên là gì? tiểu nữ oa ôm mặt thích thú nhìn lục tử cương từng muỗng từng muỗng ăn cơm sự đắc ý trong lòng hiện lên trên gương mặt nho nhỏ dù sao phụ thân nàng đã nói cơm nàng làm không thể ăn được nói ngay cả chó xám cũng không ăn ngay cả chó cũng không để ý tới nói mò mà xem người này ăn ngon miệng lắm lục tử cương đem cơm trong miệng nuốt xuống đọc nhấn từng chữ rõ ràng lục tử cương bếp lò thép tên gì mà kỳ quái vậy tiểu nữ hoa nhăn gương mặt trắng noãn, giống như là bánh bao, cực kỳ khả ái. Lục tử cương cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn, hắn cũng không có hỏi tên của tiểu nữ hoa, tuy rằng hắn không lớn, nhưng cũng biết khuê danh không thể để cho người khác nghe được. Mặc dù tiểu nữ hoa trước mặt còn chưa phải là một cô nương. Dường như tiểu nữ hoa rất hứng thú với lục tử cương, bất chấp lục tử cương còn đang ăn, liên tục hỏi hắn từ đâu tới đây, muốn đi đâu nếu là một người xa lạ hỏi e rằng lục tử cương sẽ kháng cự nhưng là tiểu oa nhi này lục tử cương thành thật mà kể ra chuyện của mình thật đáng thương tiểu nữ oa không giỏi che giấu tình cảm mọi suy nghĩ trong lòng đều biểu hiện trên mặt lục tử cương đã nhìn ra tiểu nữ oa sinh trường trong một gia đình hạnh phúc tuy rằng phục sức không có nhiều đẹp đẽ quý giá nhưng lại sạch sẽ gọn gàng chứng minh nàng có phụ mẫu thương yêu hắn không muốn vì chuyện của hắn mà nàng cảm thấy đau khổ hay đồng cảm, vừa cười vừa, thật ra thúc phụ của ta cũng muốn ta tốt, sau này ta muốn làm mài ngọc sư, nhưng người bình thường sao dám đưa ngọc cho ta liên tập, cũng không thể để mặc cho ta khác, cho nên thúc phụ giới thiệu ta đến cửa hàng đồ cổ học nghề. Đêm hôm qua, thúc phụ có nói chuyện với hắn, lúc đó hắn nghe cái hiểu cái không, cho rằng đó chỉ là lý do thúc phụ muốn đuổi hắn đi mà thôi. Bây giờ bình tĩnh nhớ lại, cũng có vài phần đạo lý. Tiểu nữ hoa mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, cố gắng suy nghĩ nửa ngày, hỏi, bắt cá sư là cái gì? Mò cá, sau này ngươi bắt được cá, có thể tới tìm ta, nhất định ta sẽ giúp ngươi đem cá nấu thật ngon. Lục tử cương cười giải thích nói, là mài ngọc sư, chính là đem một khối ngọc gọt đẽo thành đồ bằng ngọc. Hắn trần trừ, giải thích với một hài tử chỉ mới bảy, tám tuổi mài ngọc sư là gì? rất khó khăn, trên người hắn còn không có một khối ngọc để làm ví dụ, ngọc trước kia hắn mài, đều bị thầm thầm lấy đi. Ngọc, ôi chao, trên người ta cũng có một cái, rốt cục tiểu nữ oa cũng nghe hiểu lục tử cương nói chính là ngọc chứ không phải ngư, hưng phấn lấy một sợi dây hồng đeo ở cổ, phía dưới có một khối bạch ngọc còn nguyên vẹn cỡ lòng bàn tay. Lục tử cương vừa nhìn thấy bạch ngọc trơn như dầu lập tức ngây dài. Mặc dù thúc vụ của hắn nghèo khổ, nhưng là bậc thầy chạm ngọc số một tô châu, trong những khối ngọc gia công thường có cực phẩm. Hắn từng may mắn thấy qua vài món, trong đó có một kiện còn là cống phẩm tiến cung, nhưng tuyệt đối không bằng giá trị của khối ngọc trước mắt hắn đây. Hơn nữa khối ngọc này chưa trải qua bất kỳ sự điêu khắc nào, vẫn là khối ngọc nguyên vẹn, nếu trải qua quá trình mài tỉ mỉ, lục tử cương lập tức khép tay nàng lại, nghiêm túc căn dặn nói, tiểu muội muội Đừng lấy khối ngọc này ra trước mặt người khác nữa. Tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn biết đạo lý hoài bích kỳ tội. Hai. Tiểu nữ oa chu miệng, thật ra việc này phụ thân đã nói qua, nhưng nàng lại đắc ý quên mất. Vậy sau này ngươi phải trở thành mài ngọc sư, giúp ta điêu khắc kiện ngọc thật đẹp nha. Được, Lục Tử cương cười mỉm đồng ý, cũng không quên căn dặn nói, vậy trước khi ta trở thành mài ngọc sư, ngươi không thể đem khối ngọc này cho người khác điêu khắc nha, cũng không thể tùy tiện đưa cho mài ngọc sư khác xem. Dù sao, khối mỹ ngọc như vậy, đã là mài ngọc sư có ánh mắt tinh tường đều có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của nó, nhỡ ra có tâm ý xấu xa, vậy tiểu nữ hoa sẽ. Ừ, tiểu nữ hoa cái hiểu cái không gật đầu, được rồi, mà khối ngọc này là do ông chủ của cửa hàng đồ cổ sát vách đưa cho ta. Nếu thuận tay đưa cho nàng, như vậy chắc chắn sẽ không phải đồ quý báu đâu. Tiểu nữ hoa không thể giải thích được. Lục tử cương vốn tưởng rằng một khối ngọc quý báu như thế chắc chắn là tổ tiên truyền lại, không nghĩ rằng người ngoài lại có thể đem cho. Lục tử cương vô ý thức mà hỏi thăm, cửa hàng đồ cổ. Tên là gì? Tiểu nữ hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, tên rất kỳ quái. Gọi là á gì đó? Á xá, lục tử cương lấy tờ giấy thúc vụ đưa cho hắn ra, quả nhiên. Lục tử cương không nghĩ đến chữ duyên lại kỳ diệu như vậy. Vốn chỉ cho rằng bèo nước gặp nhau cho mình ăn cơm mà thôi, mà cửa hàng đồ cổ lại sát vách quán ăn của tiểu nữ hoa này. Biết đâu, đó là số phận. Ngoài dự đoán của hắn, thoạt nhìn nông chủ của á xá còn rất trẻ. Hắn mặc một kiện trường bào được thiêu rất tinh xảo, có đôi mắt phượng dài nhỏ, nét mặt lãnh đạm. Sau khi ông chủ nghe hắn nói hết lý do đến đây, nhàn nhạt gật đầu dẫn hắn đến phía sau thu dọn một gian phòng cho hắn ở lại lục tử cương liền như thế ở lại cửa hàng đồ cổ hắn vốn là một người không thích nói chuyện ông chủ càng trầm mặc hơn cả ngày cửa hàng đồ cổ không có mấy người khách nhân đi vào cửa hàng đồ cổ âm u này thật đúng với cái tên á xá ngay từ đầu lục tử cương không có thói quen sống trong bầu không khí như vậy nhưng lâu ngày tinh thần cũng dần trầm tĩnh lại lúc đầu khi rảnh rỗi hắn chạy qua quán ăn sát vách có nhiều lúc thiếu chút nữa đã bật lên hỏi tên tiểu nữ oa nhưng mỗi lần lời tới miệng chẳng hiểu vì sao không thể nói nên lời không bao lâu sau tiểu nữ oa theo gia quyến lên kinh thành lần từ biệt này chỉ sợ suốt đời cũng không gặp lại trong lòng lục tử cương lúc gặp tiểu nữ oa trong sáng hay cười kia là thời khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn chẳng qua chỉ là hòn đá rơi xuống nước tuy rằng tạo ra sự rung động, nhưng hồ nước cũng sẽ theo thời gian mà lặng yên trở lại. Ông trời để hắn gặp được nàng, đó là việc tốt nhất từ lúc hắn sinh ra đến giờ được trải qua, gặp nhau sau đó ly biệt, vận mệnh thật sự là chọc ghẹo người. Từ ngày đó, Lục Tử Cương cũng rất ít đi ra khỏi cửa á xá, càng ngày càng trầm mặc lầm lì hơn. Công việc mỗi ngày của Lục Tử Cương ở á xá rất đơn giản, chỉ cần quét tước dọn dẹp cửa hàng chà lau bụi trên vật trang trí mà thôi. Thời gian còn dư hắn có thể nhìn kỹ đồ ngọc, thậm chí còn có thể cầm trong tay để thưởng thức. đồ cổ trong cửa hàng này tuyệt đối là chân phẩm. tuy đồ trong cửa hàng rất chân quý, nhưng còn thua xa khối ngọc nguyên vẹn trên cổ tiểu nữ hoa. vật quý giá gì đó ông chủ đều có thể tiện tay tặng sao? lục tử cương biết tự ý phỏng đoán đối phương là không đúng, nhưng ở trong này lâu, hắn biết cửa hàng đồ cổ này rất kỳ quái ví dụ như trong gian phòng phía tây có mọn nến dài bị mất một góc cháy mãi không ngừng giống như trong hộp gấm dưới quầy hàng có thanh việt vương kiếm thỉnh thoảng phát ra tiếng ong ong ví dụ như trên người ông chủ mặc xích sắc hồng long trông rất sống động lục tử cương thầm nghĩ nhìn không được nhìn bộ y phục ông chủ khi hắn đang ngồi trong quầy hàng đọc sách ông chủ mặc một bộ hán phục từ xưa nhưng không có gì khác biệt giống như là hòa với cửa hàng đồ cổ thành một thề trên tay áo đầu rồng như chờ mình khi ông chủ lật sách, như đang di chuyển, giống như vật sống. Ông chủ đóng quyển sách trên tay lại, đón lấy ánh nhìn của Lục Tử Cương, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Tử Cương, nghe nói sau này ngươi muốn trở thành mài ngọc sư." Lập tức Lục Tử Cương ngồi ngay ngắn, cung kính trả lời. Ông chủ nheo mắt, lại suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, "Ngươi chờ một chút." Lục Tử Cương nghi hoặc nhìn ông chủ đi lên tầng hai hắn biết thật ra á xá rất lớn mặt tiền cửa hàng bày ra vài thứ đồ cổ chỉ là một không gian nhỏ tuy rằng hắn có thể đi lại nhưng chỉ có thể đi lại ở tầng một mà thôi tầng hai hắn chưa từng đi qua qua không lâu sau nghe được tiếng bước chân vang lên trên tay ông chủ đang cầm hộp gỗ đầy bụi đi xuống lục tử cương thấy thế liền lấy khăn từ trong thau nước động tác nhanh nhẹn đi qua ông chủ lau hộp gỗ sau đó nhìn lục tử cương mở ra nói đây là côn ngữ đao ta tặng cho ngươi trong hộp gỗ có một thanh đao nhỏ sắc bén bức người làm cho hô hấp của hắn như dừng lại chuôi đao này toàn thân đen kịt dài chỉ bảy tấc đường cong mềm mại đao trơn nhẵn sáng bóng lưỡi dao sắc bén thẳng đứng tinh xảo như một món hàng mỹ nghệ nhưng làm người ta kinh ngạc nhất là không biết chuôi đao làm bằng gỗ gì mà thân đao và chuôi đao toàn vẹn tự nhiên cả thanh đao màu đen trên thân còn có khắc vân kỳ lạ ta đây chỉ có một thanh ngữ đao để mài ngọc côn đao dùng để mài ngọc không biết còn lưu truyền đến tay ai ông chủ biết lục tử cương nghi hoặc nhàn nhạt, nhạt giải thích nói đưa thanh đao cho hắn xem quả nhiên lục tử cương thấy ở chuôi đao có chữ triện rất phức tạp có chữ hắn biết có chữ không chữ mà hắn biết chắc là chữ ngữ trong sơn hải kinh phần hải nội thập châu ký phượng lân châu có nói trước kia chu mục vương đi dạo cây hồ dâm lên côn ngữ đao để cắt ngọc, cắt ngọc như chém bùn. Ông chủ cầm ngữ đao đưa cho Lục Tử Cương, nếu ngươi quyết tâm muốn làm mài ngọc sư, vậy thì ta cho ngươi mượn chiếc đao này. Lục Tử Cương ngơ ngác cầm ngữ đao, đao nặng trịch, lạnh lẽo đến xương, không như loại đao thường, đổi lại càng giống đá hơn. Hắn yêu thích không buông tay vuốt ve thân đao, cảm thụ sự lạnh lẽo của thanh đao bị nhiệt độ cơ thể hắn truyền vào, chậm rãi ấm áp lên không khỏi thắc mắc hỏi không phải thanh đao này làm bằng sắt sao ông chủ hài lòng nhìn lục tử cương không chút che giấu sự yêu thích dưới ánh nhìn của hắn có lẽ muốn phủi một tầng bí mật của côn ngữ đao có nghe qua một câu nói chưa tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc côn ngữ đao chính là làm từ sơn thạch sơn thạch lục tử cương dùng tay chạm vào lưỡi đao từ nhỏ hắn đã thấy thúc vụ mài ngọc dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói tuyệt nhiên không gọi chế ngọc là chạm khắc ngọc mà gọi là sửa ngọc hay là mài ngọc nghiền ngọc công cụ mài ngọc không phải dùng đao mà là dùng cát trộn nước mài mòn dùng viên bàn hay viên luân mài tư tư nếu thanh đao này có thể cắt ngọc như bùn vậy thật sự là một thanh đao sắc bén ở đây ta có vài khối ngọc ngươi cầm luyện tập cho tốt đi ông chủ lấy ra một chiếc hộp vì động tác cửa hắn trong hộp vang lên tiếng đinh đông có thể nghe được đều là những viên ngọc tốt. Lục Tử Cương cắn chặt môi, nắm trong tay thanh đao đã ấm áp như nhiệt độ cơ thể hắn, khó khăn mở miệng nói, "Ông chủ, ta... Tùy đoán ông chủ sẽ lấy đồ quý giá ra, nhưng bây giờ đối mặt với thời khắc này, Lục Tử Cương khó có thể chấp nhận được. Khi hắn lớn, hắn học được cái gì cũng có giá của nó, trên thế gian này không có ai khi không lại đối tốt với kẻ khác." ông chủ như nhìn thấy lo lắng của lục tử cương cười ra tiếng nói đừng lo là ta cho ngươi luyện tập ta muốn ngươi phải trở thành mài ngọc sư tốt nhất đa tài thay ta mài một khối ngọc trong khoảnh khắc tim lục tử cương đập mạnh và loạn nhịp cứng cỏi gật đầu nói được ta sẽ cố gắng ông chủ thu lại vẻ tươi cười nghiêm túc căn dặn nói phải dùng tốt thanh đao này lúc dùng phải cẩn thận đừng cho ngữ đao dính máu người lại càng không được dùng ngữ đao để sát sinh lại lần nữa lục tử cương nặng nề gật đầu ngày tiếp theo lục tử cương liền vùi đầu vào nghiên cứu kỹ thuật mài ngọc việc này cũng không hề đơn giản có câu nói hoàng kim có giá mỹ ngọc vô giá mỗi khối ngọc đều có những đường hoa văn đặc biệt nếu không để ý khắc sai một đao xem như là cả khối ngọc đều bị hủy không phải lục tử cương chưa từng thất bại nhưng mỗi khi hắn cảm thấy nản lòng thoái chí, thì lại nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên tiểu nữ Hoa xào cơm cho hắn ăn. Tuy đó chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng hắn lại khó có thể quên. Ông chủ nói, vấn Lục Từ Cương giúp mình điêu khắc một khối ngọc, mà trên cổ của tiểu nữ Hoa cũng đeo một khối ngọc tuyệt mỹ, chờ khi kỹ thuật của hắn được tôi luyện có thể làm ông chủ hài lòng, có phải khi gặp lại tiểu nữ Hoa, hắn cũng có thể vì nàng mà điêu khắc một khối ngọc? Nếu như số phận có thể để cho bọn họ gặp lại nhau một lần nữa, hắn nhất định sẽ làm. Hắn siết chặt ngữ đao trong tay, lần nữa tập trung rèn luyện kỹ thuật. Đêm khuya, ông chủ cầm theo mọn đèn đi ngang qua hậu viện, thấy trong sương phòng của lục tử cương vẫn còn đốt đèn. Hắn nhìn vào bên trong, bên ngọn đèn mờ tối trong phòng, lục tử cương vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra, hết sức chăm chú vùi đầu trước bàn tỉ mỉ dùng một đao rồi lại một đao khắc tượng hình mặt người, khắp nơi trong phòng ngọc vụn rơi rải rác, còn có rất nhiều tác phẩm chưa hoàn thành. Gì mà bình ngọc, chén ngọc, đồ chơi ngọc, tuy rằng đều chưa hoàn thành, cũng đã làm cho người ta thấy rất hoàn mỹ. Hắn điêu khắc ngựa, giống như nó sẽ lập tức chạy thật nhanh, hắn điêu khắc cá, giống như chỉ cần gặp nước là sẽ linh động bơi lội, hắn điêu khắc hoa, Dường như chỉ cần bước lên là có thể ngửi thấy mùi thơm mát mê người. Ông chủ đi vào phòng của Lục Tử Cương, cho thêm chút dầu đốt đèn, lần nữa bên trong lại sáng lên, nhưng Lục Tử Cương vẫn không để ý, hầu như tất cả tâm tư đều dùng để điêu khắc khối ngọc trong tay hắn. Ông chủ nhìn gương mặt người có chút quen mắt, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cuối cùng hắn vẫn không nhìn lầm Lục Tử Cương, một ngày nào đó sẽ vì hắn mà mài ra một tác phẩm tốt nhất. 1. Gia tĩnh, 16 tháng 9 năm 1507 23 tháng 1 năm 1567. Tên thật là Chu Hậu Thông, Chu Hậu Công, là vị hoàng đế thứ 12 của trong. Chu Hậu Thông cai trị từ năm 1521 tới năm 1567 với gia tĩnh, Gia Trinh. Tiệm đồ cổ á xá quyển 2. Huyền sắc. Chương 4. Côn ngữ đao, 2. 10 năm sau, Kinh Đô Hoàng Thành. Hạ Trạch Lan vuốt lại mái tóc, đi theo Lý Công Công vào cửa sau ngự dụng giám. Thân là người của Thượng Thiện Giám, nàng cũng thường xuyên đi qua lại giữa ngự dụng giám và điềm thực phòng, nhưng hôm nay tới nơi này không đơn giản như thế. Ngự dụng giám ở ngoài Tây Hoa Môn, thời Triều Minh có tứ ti, bát cục, thập nhị giám, ba, đều là thuộc phủ nội vu. Ngự dụng giám và thượng thiện giám của nàng là nơi nấu ăn có quy mô lớn nhất. Chữ thượng trong Thượng Thiên Giám mang nghĩa tôn sùng, thiện là cơm nước, thiện thượng giám phụ trách bữa ăn, thức ăn cung đình, dân cho Phượng Tiên Điện và các phủ nội vụ bên trong hoàng thành. Hạ Trạch Lan cũng chẳng phải là nhân vật lớn trong Thượng Thiện Giám, chỉ dựa vào vài món ăn gia truyền mà có thể trở thành chủ nương. Còn về Ngự dụng giám, là do phủ nội vụ quản lý việc chế tạo các vật phẩm chuyên dụng cho hoàng đế. Tùy nói chỉ phục vụ cho chỉ mình hoàng đế nhưng các đồ vật trong hoàng cung từ lớn như long sàng đến nhỏ như giấy và bút cái nào không phải là đồ chuyên dụng của hoàng đế ngọc tỷ do ngự dụng giám chế tạo ngay cả hộp đều phải nguyên bộ đầy đủ không có cái thứ hai khuôn viên của ngự dụng giám cực rộng phía đông giáp với ngoại khố và đại khố phía tây giáp hoa phòng phía nam đụng hầm băng bên trong là công sảnh hai bên chia làm tứ đạ tác phường tác phật tác đèn điêu khắc ngọc sơn gỗ còn lại chính là các tác phường nhỏ, làm cho người ta khó có thể tin nổi. Mỗi lần Hạ Trạch Lan đến ngự dụng giám đều phải đi rất lâu. Nàng và Lý Công Công đi cạnh nhau cười hiền với nàng, Hạ Cô Nương, lần này người giúp chúng ta lúc bận như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích. Hạ Trạch Lan cười ngọt ngào, Lý Công Công quá lời, cầm tiền làm việc, chúng ta làm tới đâu tính tới đó. Tuy nói Thượng Thiện Giám cũng phụ trách thức ăn cho phù nội vụ nhưng không phải mỗi ngày người đến thượng thiện dám ăn rất nhiều, mà là phái người đi, từng người trong phủ nội vụ đều có phần, thay phiên túc trực mà thôi. Nhưng thực đơn mỗi ngày không có gì thay đổi, nếu muốn ăn món gì đặc biệt, sẽ chạy đến tiểu lâu bên ngoài, hoặc là lén đến thượng thiện giám thỉnh các chủ nương. Lý Công Công cười đến sáng lạn, hắn thích lý do này của Hạ Trạch Lan, đỡ phải sau này dây dưa không rõ, cũng rất phiền phức. Nhưng mà Lý Công Công, sao lần này lại mời ta đến hạ trạch lan nghi hoặc nàng ở thượng thiện dám không phải là một nhân vật xuất sắc nhiều lắm cũng chỉ làm linh tinh lý công công thở dài nói không phải mới mời một mài ngọc sư từ tô châu đến sao chúng ta đang muốn tiếp đãi hắn nên phải tìm chủ nương biết làm các món quê nhà của hắn hạ cô nương cũng không cần làm nhiều nhiều lắm cũng chỉ ba bốn người đến chỉ cần sáu món một canh là đủ rồi nguyên liệu chúng ta đã sớm cho người chuẩn bị rồi hạ trạch lan trả lời sáu món một canh nói thì đơn giản nhưng quyết định sẽ nấu cái gì thì lại đau đầu một bữa cơm tối hoàn hảo nàng có thể ứng phó được dù sao cũng là món ăn quê nhà không có vấn đề gì nàng thấy bộ dạng khẩn trương của lý công công không khỏi cười nói lý công công may mắn mà mời ta tới nếu mà thỉnh người khác sợ rằng sẽ không thể làm được tất cả lúc này Lý Công Công mới thả lòng tâm, cũng không thể không biết Hạ Trạch Lan nói khoa trương, người toàn tài trong thượng thiện dám rất ít, bữa cơm đầy đủ gồm có món canh, món mặn, món nhạt, món điểm tâm, món khô hơn 10 nhánh, cộng thêm làm rượu, ủ dấm, chế tương vân vân để phù hợp món ăn, rất nhiều chủ nương cũng chỉ có thể nấu được một món. Mà hắn lại thỉnh hạ cô nương này, nghe nói có trước kia có thừa kế một quán ăn trong hoàng thành vậy chắc nấu món Tô Châu sẽ không thành vấn đề. Yên tâm, đương nhiên Lý Công Công cũng nói nhiều hơn, hai người cùng nhau trò chuyện, đi đường cũng nhanh hơn một chút, sáng hôm nay cũng là lúc các thợ công tượng đi đến hoàng thành, người ở ngự dụng dám nhiều lên, nhân duyên của Lý Công Công cũng không tệ, chức quan cũng không thấp, luôn luôn có thợ công tượng hoặc thái giám chào hỏi hắn. Trong hoàng thành tuổi của Hạ Trạch Lan không còn nhỏ, nếu không phải phụ mẫu lần lượt qua đời, nàng đã sớm lập gia đình rồi nhưng mà nàng lấy cớ không có phụ mẫu làm chủ sống một mình cũng rất thoải mái hai người đi đến nơi điêu khắc ngọc gặp thợ công tượng rất cao ngạo có lúc lý công công dẫn đầu đi đến chào hỏi nhưng đối phương không hề để ý đến đổi lại đối phương xem hai người bọn họ như không khí lý công công cười khổ nói hạ cô nương đừng để ý tính tình của mài ngọc sư này là như vậy nếu có gì không phải Chúng ta ở đây nhận tội với người. Hạ Trạch Lan kinh ngạc nhíu mày, "Sao? Ra vẻ như vậy sao?" Nàng cũng biết người có tài hay tự cho mình rất cao, nhưng đây là trong cung, tụ tập phần lớn nhân tài của thế gian, rất khó nói tài nghệ ai cao hơn ai. Hơn nữa, cuối cùng nàng nghĩ, tính tình Mài Ngọc Sư không nên như vậy, chắc là phải rất ôn nhu thành thật. Lý Công công thở dài giải, giải thích nói, "Hạ cô nương có điều không biết." thượng thiện dám phân công rất tinh tế, rất ít khi có món ăn giống nhau do hai người hoàn thành. Hạ Trạch Lan gật đầu, thức ăn nhiều không kể xiết, rất nhiều người kiêm nấu nhiều món ăn. Lý Công Công tiếp tục nói rằng, các ngươi ở thượng thiện dám nấu ăn là phải nghiêm ngặt dựa theo thực đơn, những nguyên liệu phối hợp phải suy nghĩ rất lưu, sợ có gì ảnh hưởng không tốt đối với thánh thể, cho nên cuối cùng ai làm cũng không quan trọng, có thực đơn, đổi một người cũng không sao. Thế nhưng ở ngự dụng giám không giống vậy, giường trong các cung, tủ, bàn cơm, đèn đóm vân vân, tuy rằng đều có quy chế, nhưng trung quy vẫn là để mặc cho thợ công tượng tự do phát huy, điều khắc ngọc còn hơn thi nữa. Tạm thời không nói về vật liệu, ngươi tưởng mỗi kiện ngọc làm ra đều để trên bàn cho công nhân ngắm nghía, giống như bàn ghế có thể tự nhiên nằm ngồi hay sao? Hạ Trạch Lan nghe xong liền hiểu được, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không chú ý đến cái bàn cây ghế có gì hiếm lạ, nhưng một kiện ngọc không giống như vậy, vốn không có hai khối ngọc hoàn toàn giống nhau, hơn nữa điều khắc càng khó lường, nếu mài ngọc tỉ mỉ một chút, có thể làm được một khối ngọc độc nhất vô nhị trong thiên hà. Món ăn có thể ăn xong rồi ăn tiếp, dù sao cũng có ngày ăn ngày ngán, nhưng kiện ngọc thì càng ngắm càng tinh tế, càng có thần, hơn nữa còn có thể lưu truyền thiên cổ. Lúc này khi Hạ Trạch Lan đã suy xét cẩn thận, lại sinh ra sự ngưỡng mộ nàng cũng biết được mài ngọc sư cao ngạo kia rất có tiền nhịn không được sờ dưới y phục trước ngực một khối ngóc nguyên vẹn trong trí nhớ của nàng hình như đã có người nói qua muốn trở thành mài ngọc sư nhưng đã lâu lắm rồi nhớ lại cũng chỉ là mấy hình ảnh vụn vặt không thể nhớ rõ ràng cụ thể được từ hồi ức lấy lại tinh thần hạ trạch lan phát hiện lý công công còn đang thấp giọng oán giận không khỏi nói theo giọng điệu của hắn lý công công thực sự đã vất vả nhiều rồi tức khắc lý công công liền thấy hạ trạch lan càng thuận mắt hơn thở dài nói thật ra những mài ngọc sư này thật sự không xấu cũng không phải là tính cách cao ngạo lần này mời đến vị này chính là mài ngọc sư danh tiếng lẫy lừng ở tô châu mỗi kiện ngọc hắn làm ra đều lưu lại lạc khoản chúng ta trong giới mài ngọc lăn lộn nhiều năm cũng là lần đầu thấy người kiêu ngạo như vậy cho nên hạ cô nương hôm nay làm phiền cô nương tốn nhiều tâm tư, nhất thiết đừng mắc lỗi với đối phương. Bề ngoài hạ trạch lan gật đầu, trong lòng thầm bĩu môi, một bữa cơm quan trọng như vậy, chỉ mời một chủ nương như nàng. E rằng người Lý Công Công mời sẽ làm Mài Ngọc Sư tức giận, nhưng ngay cả người Mài Ngọc Tỷ đều đích thân tiếp khách, hôm nay tưởng có bổng lộc nhưng thật ra lại chẳng có. Hơn nữa, chỉ mời một mình chủ nương làm cơm đón tiếp chắc là lần đầu tiên mài ngọc sư kia chắc chắn không phải người thường. Hai người đi qua chỗ rẽ, đi vào chu phòng của một tiểu viện độc lập. Hạ Trạch Lan đẩy cửa chu phòng ra nhìn vào, các nguyên liệu cần để nấu ăn để tươi mới sạch sẽ đặt ở nơi này, giảm bớt trình tự rửa sạch, trái lại chuẩn bị rất chu đáo. Lý Công Công còn có việc khác, nói vài ba câu, liền vội vã rời đi. Hạ Trạch Lan bắt nồi canh gà cần nhiều hầm lâu nhất lên bếp, đây là món canh nổi tiếng của Giang Tô, chỉ bước đầu tiên đã phải luộc xương gà hơn một tiếng đồng hồ đừng nói tới hai bước tiếp theo là hầm đùi và ức nàng đã tính toán thời gian vừa kịp xong trước bữa tiệc tối nay dùng nồi sành đổ nước hầm xương vào nêm thêm gia vị hạ trạch lan bắt đầu chọn lựa giữa một đống nguyên liệu nấu ăn chọn nguyên liệu cần thiết bỗng nhiên cảm thấy buổi cơm chiều không khó chuẩn bị nhưng cái khó ở đây là gian bếp ở trù phòng này không thể so sánh với thượng thiện gian ở đây chỉ có hai bếp lò, vài món ăn mất nhiều thời gian nên phải tốn mốt chút tâm tư. Hạ trạch lan tháo bố bao từ bên hông xuống, lộ ra một thanh dao làm thức ăn màu đen, lưỡi dao tỏa ra sự sắc bén, thân dao có hoa văn gợn sóng, dưới ánh sáng có cảm giác lưu động. Vẻ mặt hạ trạch lan trở nên nhu hòa hơn, đây là thanh dao làm thức ăn tổ truyền của hạ gia, từ đời phụ thân truyền đến tay nàng, đã hơn 10 năm rồi. Mỗi khi nàng cầm thanh dao này thái thức ăn, đều nhớ đến phụ mẫu nàng. Thở dài một hơi, Hạ Trạch Lan đưa tay muốn cầm cán dao, nhưng khoảnh khắc khi đầu ngón tay nàng chạm vào cán dao, rõ ràng thân dao có một sự lay động nhỏ, phát ra âm thanh ong ong réo rắt. Hạ Trạch Lan lại càng hoảng sợ, lập tức lui ra phía sau một bước, kinh ngạc không tin nhìn về con dao vẫn lay động trên tấm thớt. Nghe bình thư có kể về thanh dao hộ chủ trong truyền thuyết Phản ứng đầu tiên của Hạ Trạch Lan là nghĩ có người lạ đến ngự dụng dám trộm đồ, lập tức cầm dao thái thức ăn, hung hăng bổ vào vị khách không mời mà đến. Đây là lần đầu tiên Lục Tử Cương đi tới kinh thành. Thật ra hắn đã sớm nhận được nhiệm vụ từ ngự dụng giám, bình thường ngự dụng giám đều đến Tô Châu chọn mua ngọc, chờ điêu khắc xong lúc đó mới đem về tiến cống kinh thành. Mấy năm nay, danh tiếng mài ngọc của hắn càng nổi hơn. Ngự dụng giám đã sớm thúc giục hắn đến kinh thành nhận mệnh. Lục Tử Cương cũng không muốn đến kinh thành, tuy rằng Ngự dụng giám hết sức có quyền lực, nhưng ở Tô Châu hắn cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Ngự dụng giám giao cho, vận chuyển ngọc cũng rất thuận lợi. Mặc dù ngọc tốt tụ tập ở kinh thành, nhưng tinh xảo nhất là ở Tô Châu, trong nghề lưu truyền những lời này không phải là nói suông. Để cho hắn thay đổi ý định, ông chủ Á Xá đột nhiên quyết định muốn rời cửa hàng đến kinh thành. Đã 10 năm rồi, hắn vẫn sống trong á xá, á xá dọn cửa hàng, hiển nhiên hắn phải giúp, như vậy dứt khoát phải nhận việc ở ngự dụng giám rồi. Chờ mặt tiền của á xá chỉnh sửa xong, hắn mới đến công sảnh lĩnh lệnh bài ra vào hoàng thành, nhưng buổi tối còn phải gặp ti chính, nhưng xem chừng còn sớm, nên dứt khoát chưa ra hoàng thành. Sườn Mai Ngọc chia làm hai phái lớn gồm Nam Ngọc và Bắc Ngọc. Bắc Ngọc chính là lấy thợ thủ công phương Bắc là chính, Tạo dáng ra các vật mang phong cách cổ xưa, mà Nam Ngọc thì thợ thủ công ở Tô Châu dẫn đầu, tạo ra các kiện ngọc nhỏ khéo léo lung linh. Trong ngự dụng giám phái Nam Ngọc có rất nhiều người là bằng hữu của Lục Tử Cương ở Tô Châu, tiện thể hắn muốn đi thăm hỏi một chút. Hắn từ chối sự dẫn đường của tiểu thái giám, nhưng không nghĩ rằng nơi mài ngọc này lại có vẻ khác thường, tất cả số hiệu đều được đánh số theo thiên can địa chi, nhưng sắp xếp lại xáo trộn đi. Vì đề phòng người ngoài có thể thăm dò cách bố trí ở đây trong một thời gian ngắn, Lục Tử Cương nghĩ rằng hắn đang đi vào một mê cung lớn, lúc này phần lớn thợ thủ công đang làm, hắn muốn tìm người hỏi cũng không được. Lục Tử Cương không phải không nghĩ đến gõ cửa hỏi người, nhưng cũng là Mài Ngọc sư nên hắn biết, quan trọng nhất trong Mài Ngọc là phải liền mạch, nếu đang điêu khắc mà có người quấy rối, biết đâu sẽ phá hủy ý tưởng của Mài Ngọc sư, cho nên Lục Tử Cương thà tiếp tục lạc đường đang đi loạn như ruồi, đột nhiên lục tử cương ngửi thấy một mùi hương. Hồi nhỏ luôn lúc đói lúc no, cho nên đối với thức ăn ngon lục tử cương cực kỳ mẫn cảm, đi theo mùi hương đi đến tiểu viện rất chính xác. Hắn mới bước vào trong cửa viện, đột nhiên cảm giác ngữ đao bất ly thân trong lòng bắt đầu lay động, thậm chí phát ra âm thanh ong ong rõ ràng. Lục tử cương ngây ngốc trong chốc lát, hai mắt liền sáng ngời, cũng không kiềm chế được trong lòng sung sướng mừng như điên ngữ đao của hắn luôn tìm một thanh đao khác bị thất lạc ngữ đao tinh xảo chỉ có thể dùng để mài ngọc chỉ có thể làm đồ ngọc không thể làm vật trang trí được cho nên hắn vẫn nghĩ đến thanh đao bị thất lạc kia cũng quấn lấy ông chủ hỏi rất lâu mới biết được khi hai thanh đao ở khoảng cách không xa hoặc là bởi vì bị trăm ngàn năm chia lìa nên sinh ra âm thanh khi hắn còn bé nghe việc này chỉ như trò cười nhưng ở á xá lâu ngày cũng đã thấy qua một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc hắn tận lực tìm kiếm, lục lọi trong sách cổ mới có một chút đầu mối. Chuyển nhau thời xuân thu chiến quốc, sở vương lệnh mạc tà đốt song kiếm, mạc tà lưu lại hùng kiếm, mà thư kiếm thì dâng tặng sở vương, chỉ có thư kiếm ở lại trong hộp dên gì. Chuyện này có vài bản sách cổ ghi chép, tuy rằng cách giải thích không giống nhau, nhưng cơ bản cũng na ná giống nhau. Cho nên Lục Tử Cương ôm một mong muốn rất lớn, có lẽ một ngày hắn sẽ cầm được côn ngữ đao lần nữa. Chỉ là hắn không nghĩ giây phút này tới nhanh như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, sự vui mừng trong lòng lại giảm bớt vài phần, nơi này là đâu? Nơi này là nơi mài ngọc của Ngự dụng giám trong hoàng thành, gần như mài ngọc sư giỏi nhất thiên hạ đều tụ tập ở đây, hay là cũng có mài ngọc sư như hắn, nhận được côn đao mài ngọc nhưng sắc mặt âm u của lục tử cương lập tức bình tĩnh lại. Con đao được người sở hữu cũng chẳng phải chuyện xấu. Ở Á Xá mấy năm nay, hắn rất không đành lòng nhìn đồ cổ có linh tính nằm yên lặng trong măn tù phủ bụi. Đồ đạc chế tạo ra, chính là để sử dụng, bằng không thì còn giá trị gì. Những ý niệm này chợt hiện lên trong đầu lục tử cương, hắn ngây người một lúc lâu sau, liền bước nhanh hơn về phía trước hắn đặc biệt muốn kết bạn với Mài Ngọc Sư đang giữ côn đao giống mình, trao đổi kinh nghiệm. Tiểu viện không lớn, không ai có thể trốn được, hắn càng đi về phía trước, âm thanh của ngữ đao càng lớn hơn. Lục tử cương buồn bực, bởi vì đi tiếp về phía trước là chủ phòng. Chủ phòng thì chủ phòng, hay là Mài Ngọc Sư kia ở đó ăn cái gì, nhưng ăn cơm lại mang theo một thanh đại đao sao? Tuy rằng lục tử cương nghi hoặc nhưng lại tăng nhanh cước bộ đi vào trù phòng. Đầu tiên là thấy trong đó có một cô nương đứng, ánh mắt đảo qua, sau đó khó tin chừng to mắt nhìn. Hắn không nhìn lầm, trên tấm thớt có một thanh đao màu đen y hệt ngữ đao, chắc chắn là côn đao rồi. Sao lại biến thành dao thái thức ăn? Việc ngoài ý muốn này làm lục tử cương chấn động đứng tại chỗ, mà lúc này cô nương cầm côn đao đang chém tới phía hắn, hắn còn đang đỡ ra đừng tưởng rằng các chủ nương đều thật hiền lành thật ra các cô nương mặt không đổi sắc chặt thịt chém cá trong tiềm thức càng thêm hung dữ nhưng cùng các tiểu thư khuê các thêu hoa lộng kim lại khác một bậc trong nháy mắt ở đây lục tử cương đã lĩnh ngộ được chính xác đời này lục tử cương còn chưa bị người ta lấy dao truy sát qua mặc dù đột nhiên công kích nhưng dù sao đối phương cũng là nữ tử chỉ hơi nghiêng người là hắn có thể tránh được chỉ cảm thấy bên tay đau khi rít gào, hắn sợ hãi vội vã nói rằng, hiểu lầm, hiểu lầm, trước tiên đừng động thù. Hạ Trạch Lan ngừng tay, không phải bởi vì nghe đối phương nói, mà là nghe giọng của hắn. Dưới tình thế cấp bách đối phương mới nói ra giọng địa phương quen thuộc, lập tức làm Hạ Trạch Lan lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát đối phương. Nam tử còn trẻ khoảng hơn 20 tuổi, mặt mày thanh tú, mặc lam sam thanh lịch, phong thái phi phàm, Vừa nhìn liền biết không phải kẻ sống. Tuy rằng Hạ Trạch Lan nghĩ đến việc mình chưa hỏi phải trái mà dùng đao chém loạn mặt có chút đỏ, nhưng vẫn nhíu mày nói, ở đây không phải nơi có thể tùy tiện đi loạn. Lục Tử Cương cũng biết mình hành sự lỗ mãng, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ là lấy ra ngữ đao tinh xảo trong lòng. Nhất thời Hạ Trạch Lan nghe thanh dao trong tay mình phát ra âm thanh càng lớn, không tự chủ mà đem dao đặt lên thớt hiển nhiên nàng có thể nhìn ra được kiểu dáng hai thanh đao giống nhau không khỏi kinh ngạc hỏi phụ thân ta không nói với ta còn có một bộ dao gọt hoa quả khác dao gọt hoa quả nhất thời lục tử cương bị choáng một lúc lâu sau mới cất tiếng chậm rãi nói qua lai lịch của côn ngữ đao nhưng đối phương nghe lại không có hứng thú xoay người cầm lấy côn đao bắt đầu thái thức ăn tuy rằng động tác thành thạo nhìn vui tay vui mắt nhưng dưới ánh mắt của lục tử cương thì lại cực kỳ trói mắt thanh đao này là côn đao từ xưa truyền lại hắn nhịn không được nói đao này chỉ dùng để gọt ngọc không phải dùng để thái thức ăn hạ trạch lan đưa lưng về phía hắn nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén xoay người khẽ cười nói ngươi nhìn ta như thế cũng vô dụng cắn dao này là tổ truyền mặc kệ ngươi nói có ý gì thì trong mắt ta đây cũng là thanh dao cắt thức ăn lục tử cương ngẩn ra trong lòng biết đối phương nói cũng có lý, trong mắt của nàng, ngữ đao của hắn cũng chỉ là dao gọt hoa quả thôi. Nhưng dù cho biết điều này, lục tử cương nhất thời chưa hoàn hồn, trong lòng chỉ cảm thấy cô nương này đang xúc phạm, vô thức giải thích, côn ngữ đao dùng để mài ngọc. Hạ Trạch Lan nghe vậy ngần người, người không phải mài ngọc sư mà tối nay ti chính muốn mời chứ. Người mà trên tác phẩm của mình phải lưu lạc khoản. Lục tử cương nghe lời của nàng có ý khiêu khích, không khỏi trầm giọng phản bác, lưu lại là khoản có gì sao? Ngọc khí cũng giống như thư họa thôi, cũng là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng vì sao thư họa có ghi lạc khoản, có thể bởi vì người có danh mà ghi lạc khoản mà có giá trị, nhưng sao đồ ngọc không thể? Ta càng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mài ngọc sư. Điều ngạo mạn này, đây là lần đầu tiên Lục Từ Cương như vậy, trước đây người bên ngoài hỏi, hắn đều lấy cớ quang minh chính đại nhưng hôm nay đối mặt với nữ tử không biết rõ này, lục tử cương không thể đối xử qua loa. những năm gần đây hắn hiểu được tại Á Xá cất giấu rất nhiều khối ngọc nổi danh thiên cổ, hắn thưởng thức qua ngày này tháng khác, nhưng không biết những kiện ngọc khí tinh xảo kia là do ai mài. hắn không muốn tác phẩm của mình có kết cục như vậy, hắn muốn tên của mình cùng với những khối ngọc này biến thành vết tích trong lịch sử. bởi vì những lời lục tử cương nói hạ trạch lan không khỏi ngừng động tác thái thức ăn những lời nói cuồng vọng như vậy làm người nghe không có cảm giác chói tay như tưởng tượng mà làm cho người ta tâm sinh kính phục nàng hiển nhiên biết vì sao thi họa có lạc khoản mà ngọc khí lại không có vì đa phần tác giả thi họa đều xuất thân là thư sinh tú tài địa vị rất cao thậm chí có thể sẽ là vương hầu quý tộc nhưng dù mài ngọc sư có nổi tiếng cũng chỉ là thợ thủ công người này thật ra là muốn nâng cao địa vị của thợ thủ công thật sự là rất có dũng khí từ xưa dân chia làm bốn đẳng cấp sĩ nông công thương đọc sách chiếm vị trí cao nhất nông dân đứng thứ hai thợ thủ công thứ ba thấp nhất là thương nhân đẳng cấp nghiêm ngặt không thể vượt qua được từ nhỏ hạ trạch lan là nữ tử của thương nhân trong nhà có tiền nhưng không được phép mặc lăng la tơ lụa chỉ có thể mặc vải thô áo tang cho nên với cách làm của lục tử cương mặc dù thấy không ổn nhưng cũng phải bội phục nghĩ vậy sắc mặt dịu lại nhu hòa hơn bên này lục tử cương cũng bình tĩnh lại lúc này mới phát hiện nữ tử này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần không dùng son phấn hai gò má trắng ngoãn mơ hồ lộ ra vẻ đỏ ửng tóc dài vẫn làm theo kiểu cô nương chưa xuất giá mơ hồ cảm thấy thật quen mắt nhìn xuống chút nữa cuối cùng lại ngây ngần cả người Hạ Trạch Lan phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, không khỏi tức giận trong lòng, cũng không nghĩ đối phương tiến lên từng bước, kích động nói rằng: "Cô nương, có thể cho ta mượn xem khối ngọc ngươi mang không?" Hạ Trạch Lan mới phát hiện vì động tác vừa rồi, mà khối ngọc nguyên kiện nàng đeo bên người từ nhỏ lộ ra vạt áo ngoài, nàng không xác định mà hỏi: "Ngươi thật sự là Mài Ngọc sư?" Lục Tử Cương hít sâu vài cái, thoáng cứng nhắc gật đầu nói: "Đúng vậy." tại hạ là lục tử cương. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, khối ngọc này nhất định là tiểu nữ hoa kia đeo, hắn không nghĩ xa cách lâu như vậy, lại có thể gặp lại nàng lần thứ hai. Lục tử cương nhìn chăm chú gương mặt của nàng, dung nhan thật giống với tiểu nữ hoa 10 năm trước. Trong 10 năm đó, hắn đã vô số lần tưởng tượng, bây giờ tiểu nữ hoa 10 năm trước như thế nào? Có phải nàng đã hoàn thành ước mơ của mình năm đó, chờ nàng trù nương? có phải hay không còn có thể nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời? Có phải nàng chưa lập gia đình không? Lục tử cương cũng biết khát vọng trong lòng mình có chút không thực tế. Đừng nói giữa biển người mênh mông tìm nàng nhưng ngay cả cái tên cũng không biết có bao nhiêu khó khăn. Tính toán tuổi tác của nàng hôm nay cũng đã 18 tuổi. Như vậy cũng đã sớm xuất giá rồi. Nhưng hiện tại kỳ tích lại xuất hiện trước mắt hắn. Lục tử cương nắm chặt ngữ đao trong tay. Nhìn ngữ đao trong tay nàng, nghĩ rằng đây là ông trời đã định trước cho bọn họ gặp lại, rồi lại cảm thấy dường như có chút bất an. Lục Tử Cương, Hạ Trạch Lan lặp lại một lần, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng một lúc cũng nghĩ không ra. Trước đó Lý Công Công cũng nói người này có kỹ thuật mài ngọc nổi danh khắp thiên hạ, liền nghĩ có lẽ do người này tên tuổi quá lớn, lúc nào đó nàng nghe nói qua cũng không chừng. Lục Tử Cương không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng chờ đợi nàng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra sự vui sướng khi gặp lại người đã cách biệt từ lâu. Hạ Trạch Lan thấy vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, nói đùa rằng, "Khối ngọc này đưa ngươi xem cũng được, nhưng mà thuận tiện giúp ta điều khắc được không?" Lục Tử Cương cảm thấy mất mát, xem ra tiểu nữ qua không nhớ hắn, cũng khó trách, năm đó nàng cũng chỉ 7, 8 tuổi, hai người ở chung không bao lâu liền chia lìa, nàng không nhớ rõ hắn cũng có thể cho qua. Nhưng nghe tiểu nữ hoa chủ động yêu cầu mình điêu khắc khối ngọc, nghĩ đến nguyện vọng của chính mình có thể thực hiện đơn giản như vậy, không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Nàng không nhớ rõ hắn cũng không sao, bây giờ bọn họ đã gặp nhau, nàng còn chưa hứa hôn, mình lại trở thành mài ngọc sư có danh tiếng, bọn họ còn thời gian rất dài, rất dài để nàng nhớ lại tình cảm lúc trước, từ giờ trở đi cũng có thể từng chút từng chút một bồi dưỡng lại. Được, vì nàng mà bắt đầu điêu khắc một khối ngọc bội tốt nhất. Thật ra Hạ Trạch Lan chỉ là nói đùa một chút thôi, nhưng lời này vừa nói ra, không ngờ đối phương lại sửng sốt, sau đó gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Khối ngọc này hơn 10 năm rồi nàng không tháo xuống, mặc dù cũng từng muốn tìm mài ngọc sư mài thành kiểu dáng gì đó, nhưng luôn không có cơ hội, hơn nữa chẳng hiểu vì sao, mỗi lần có ý định này, trong ngực luôn có một thanh âm ôn nhu ngăn cả nàng ta đây không có tiền trả ngươi đâu. Hạ Trạch Lan nói có chút trột giả, thật ra nàng có chút ngân lượng, chỉ là người này là mài ngọc sư mà ti chính đích thân mời cơm, phí gia công một chủ nương nho nhỏ như nàng có thể trả sao. Đây là tiền cơm ta nợ nàng, khóe môi lục tử cương cong lên, hắn nói tự nhiên như hai người lần đầu gặp gỡ, nàng làm cho hắn món cơm chiên trứng. Hạ Trạch Lan cho rằng hắn nói đến bữa cơm này, nhíu mày, cũng không từ chối, thoải mái mà tháo ngọc bội trên cổ xuống, đưa qua, ta không yêu cầu kiểu dáng, người cứ tùy ý. Lục tử cương nắm chặt khối ngọc mang theo nhiệt độ cơ thể đối phương trong tay, đáy lòng dâng lên tình cảm ấm áp, cười nói, sau này cô nương có thể đến Tây Thị tìm ta, ta ở cửa hàng đồ cổ Á Xá. Dứt lời xoay người đi. Á Xá, Hạ Trạch Lan nghe được thêm một cái tên quen thuộc, có ấn tượng trong lòng. Ngây ngốc đứng một lát vẫn chưa lấy lại tinh thần, rốt cuộc ở đâu đã nghe nói qua rồi. Lấy lại tinh thần, Hạ Trạch Lan thấy Lý Công Công đi đến, vẻ mặt xin lỗi nói với nàng, "Hạ cô nương, vừa rồi Lục sư phụ nói đêm nay có việc, hủy bỏ bữa tiệc đón tiếp đêm nay. Hôm nay làm phiền cô nương rồi, phí thủ lao chúng ta vẫn trả như đã bàn trước." Thật là đủ nổi tiếng, ngay cả mặt mũi Ti Chính cũng không nể mặt chẳng lẽ vì muốn điêu khắc khối ngọc nên mới vội vã đi hạ trạch lan thè lưỡi vừa cười vừa nói làm phiền công công rồi ta đi trước đây các ngự hoa viên trong hoàng cung đều có chủ phòng nhỏ người của thượng thiện giám cũng thay phiên đến chủ phòng để giúp đỡ nhưng nàng và người khác đổi ca hiện tại bây giờ trở lại nói không trùng cũng không gây phiền phức cho người khác dựa theo sắp xếp ban đầu đến nơi đoan phi nương nương túc trực về phần á xá chờ nàng song ca sẽ đến. Hạ trạch lan rửa ngữ đao trong tay, một lần nữa để vào bố bao. Lục tử cương vuốt ve khối ngọc tinh tế trơn bóng trong tay, nhiều lần quan sát hình dạng khối ngọc, trong lòng vẽ lên các vật trang sức. Điều khác cái gì đây? Tượng Phật, ngọc như ý, Phật thủ, nhưng lục tử cương nghĩ đến thất thần, trong đầu đều là gương mặt xinh đẹp như hoa kia, như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần nguyện vọng của hắn thật sự không lớn, từ nhỏ phụ mẫu cùng mất. Hắn chỉ muốn chính mình có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bất kể hắn ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng 10 năm qua chưa món nào bằng món cơm chiên trứng. Nhớ đến mái tóc của nàng vẫn là của cô nương chưa xuất giá, nàng vẫn chưa lập gia đình, đáy lòng lục tử cương lại nổi lên ý cười. Được rồi, hắn còn không biết tên của nàng, hiếm khi hai người tái ngộ hắn quá kích động, lại có thể quên hỏi tên nàng. Tử cương, khối ngọc trong tay ngươi từ nơi nào tới? Thành âm hơi kinh ngạc của ông chủ vang lên, lục tử cương mới phát hiện hắn đã cầm khối ngọc suy xét nửa ngày, sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm xuống. Lục tử cương đứng dậy châm ngọn đèn, vừa hưng phấn nói hôm nay đã gặp lại tiểu oa nhi, nhưng khi nghe hắn nói, phát hiện vẻ mặt ông chủ không hề kinh ngạc mà có vẻ ngưng trọng. Trong lòng lục tử cương bỗng nhiên có một cảm giác bất an khó hiểu. Lúc ngọn đèn nảy nên, hắn thấy dung mạo ông chủ vẫn giống như 10 năm trước lúc thu lưu hắn, vẫn trẻ tuổi như vậy. Ý người nói, ngữ đao hiện đang ở trong tay một cô nương. Là dao thái thức ăn sao? Tay ông chủ cầm khối ngọc trên bàn, có chút suy si tư cúi đầu nhìn. Đúng vậy, bỗng nhiên lục tử cương nhớ đến một chuyện, mặt biến sắc nói, dám chắc ngữ đao kia tránh không khỏi dính máu vậy. Hắn vẫn nhớ kỹ như xưa lời căn dặn của ông chủ khi giao cho hắn ngữ đao, không thể dính máu, không thể sát sinh, chẳng trách hắn vẫn có chút bất an không xóa đi được. Ngữ đao dính máu, chính là hung khí, đối với người giữ sẽ sinh ra phản kích, ông chủ nheo mắt, nên vẻ mặt khẩn trương khôn xiết của lục tử cương, những lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống. Cả khối ngọc này đều rời khỏi người, e rằng nếu đưa trở về, cũng không còn kịp nữa rồi. Sau cùng, ông chủ chỉ thản nhiên nói với hắn, khối ngọc này, không bằng hãy khắc khóa trường mệnh đi. Lục tử cương nhìn kỹ, phát hiện khối ngọc này hình dạng tròn dẹp, quả thật thích hợp khắc chiếc khóa trường mệnh khéo léo tinh xảo, liên tục gật đầu. Nhớ rõ lần này trên mặt đừng ghi lạc khoản của người, cô nương nhà người ta, viết tên của người lên còn có thể thống gì. Cuối cùng ông chủ dặn một câu, phất tay áo vào nhà. Dĩ nhiên hắn phải khắc lạc khoản, Sao lại không thể khắc lạc khoản được? Nghĩ đến lúc nàng mang khóa trường mệnh có khắc tên hắn, Lục Tử Cương nắm chặt khối ngọc trong tay, bên môi cong lên ý cười. Lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi nàng tên gì, tuy rằng khuê danh của nữ tử chỉ có phụ mẫu và phu quân mới được biết. Nhưng lúc này đây, hắn muốn hỏi, nhưng mà, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Lục Tử Cương nhìn mái hiên tứ bài lâu cao cao, một hồi hốt hoảng hắn mất ăn mất ngủ, trong thời gian ngắn nhất điêu khắc khóa trường mệnh, một mực chờ nàng đến á xá, nhưng lại chờ được tin nàng đã chết. Người ta nói, đêm đó, trong cung của đoan phi có cung nữ mang ý đồ mưu phản, ám sát hoàng thượng, người ta nói, hoàng đế may mắn không chết, những cung nữ hầu hạ trong càn thanh cung đêm đó, bất kể có tội hay không, đều bị cầm y vệ lùng bắt, nghiêm hình tra khảo, cuối cùng không ai có thể sống sót người ta nói, đây là âm mưu đảo chính. Số phận thay đổi quá nhanh, một đao cắt xuống tượng ngọc, khối mỹ ngọc đó vỡ đôi. Hắn còn chưa thoát khỏi vui sướng khi lần thứ hai gặp lại, lại lập tức đối diện với lần chia ly thứ hai. Lần này, từ biệt mà hắn không biết chân tướng thế nào, hắn chỉ biết, ở cửa hoàng thành dán danh sách, tất cả tên đều là xa lạ. Nhưng ông chủ nói với hắn, trong đó có nàng. Hắn cầm khóa trường mệnh điêu khắc thật tinh xảo đứng trước tờ giấy vàng ba ngày ba đêm không có cách nào đem nàng và những cái tên xa lạ kia gắn liền với nhau mười năm hoài niệm chỉ đổi lấy kết cục như vậy hắn thật sự không tin nhưng hắn ở á xá đợi mười năm cầm khóa trường mệnh đã điêu khắc xong từ lâu nhưng nàng chưa từng xuất hiện một lần cũng không có thập niên sinh tử lưỡng mang mang bất tư lường tự nan vương bốn nói tiếp cũng thật kỳ quái hắn gặp nàng chỉ vài lần mà thôi thậm chí nàng đã sớm quên hắn chỉ có hắn vẫn đau khổ giữ lấy hồi ức ít ỏi trước sau vẫn không thể quên hay là đó cũng là số phận hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình khóa trưởng mệnh dùng tâm huyết cả đời và tưởng niệm để điêu khắc cuối cùng cũng không có cách nào tặng đi hắn cho rằng mình đã nắm bắt được hạnh phúc nhưng chớp mắt lại phát hiện ra bàn tay mình trống không chẳng có gì cả hắn đã nghĩ vô số lần nếu ngày đó hắn không lạc đường, không mang theo ngữ đao tùy thân, không gặp được nàng, không nói trước khi rời khỏi, vậy hắn và số mệnh của hắn có khác nhau không? Nếu 20 năm trước bọn họ không hề quen biết, hắn không trốn trong hẻm nhỏ ăn đồ, nàng không đụng vào hắn, nàng không mời hắn ăn cơm chiên trứng, có thể hay không có ngày hôm nay? Có thể hay không hai người gặp lại nhưng không nhận ra nhau, như hai người xa lạ gặp thoáng qua. Nàng chỉ là chủ nương, hắn chỉ là mài ngọc sư. Nhưng từ trước đến giờ số phận không thể chọn lựa được. Ngữ đao tung tích không rõ, có lẽ bị cho là hung khí đem xếp xó, hoặc là trở thành đồ bỏ không cần. Trước đêm hắn bị bỏ tù một lần nữa giao ngữ đao cho ông chủ, cuối cùng hắn không xứng đáng trở thành chủ nhân của ngữ đao. Đêm trước khi hành hình, ông chủ á xá xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong tử lao với sự canh phòng cần mật, hỏi có muốn đi khỏi kinh thành. Hắn lắc đầu, từ chối đề nghị của ông chủ, từ 10 năm trước, ngày mà nàng và hắn ly biệt, đối với hắn sống và chết không có gì khác nhau. Hắn nói lời xin lỗi với ông chủ, nói khối ngọc ngươi muốn ta điều khắc, xem ra ta phải thất hứa rồi. Ông chủ sâu sắc nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi đã đồng ý, từ lâu ngươi đã giúp ta làm rồi. Hắn nhìn thân ảnh ông chủ từ từ hòa vào trong bóng tối, không bao giờ thấy nữa hắn nhịn không được nghĩ, hắn và nàng, cũng giống như côn ngữ đao, chia ly, gặp lại, sau đó lần thứ hai vĩnh viễn chia lìa. Nhìn xa xa có thể thấy pháp trường, lục tử cương nở nụ cười. Chỉ vì khắc lạc khoản trên ấm trà ngự chế, hoàng đế có thể hạ lệnh chém chết thợ thủ công, hèn chi 10 năm trước có cung nữ chịu không nỗi muốn ám sát hắn. Lục tử cương bị đao phủ kéo từ xe chở tù nhân đi ra, quỳ trên mặt đất hắn cúi đầu nhìn bóng mình được ánh mặt trời chiếu xuống bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt không phải hắn sợ chết mà là sợ kiếp sau cũng không thể nhận ra được nàng nhưng mà ông chủ đã đồng ý với hắn sẽ tìm được mỗi kiếp luân hồi của nàng đưa nàng khóa trường mệnh nếu như nói kiếp sau hắn còn ký ức có thể dùng khóa trường mệnh để nhận ra đối phương hắn không cam lòng kết thúc như vậy nắm trường mệnh khóa trong tay Lục tử cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đau khởi, đau rơi, từ sống đến chết, bình thường hay đơn giản cũng chỉ trong nháy mắt. Bọn lính nhặt khóa trường mệnh trơn bóng từ trong vũng máu, dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt, tiện tay nhét vào lòng. Dân chúng đến sen dần dần tản ra, một nam tử trẻ tuổi mặc xích sắc hồng long đi qua, thản nhiên nói, ta nghĩ, tốt nhất là ngươi hãy giao khóa trường mệnh cho ta. Sau trận động đất, địa cung vẫn tối đen như cũ. Hồ hợi một mình đứng yên trong bóng đêm, rất lâu sau đó, nhìn Hoàng huynh truyền kiếp thành nam từ trẻ tuổi, cùng nam nhân hai ngàn năm trước đến nay vẫn đối đầu mình rời khỏi địa cung. Hắn đẩy nắp quan tài ra, yên lặng nhìn khối khóa trường mệnh đã vỡ thành hai, như là đang tự hỏi cái gì, cuối cùng cúi người đem khóa trường mệnh, cầm trong tay. Sao 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 mấy ngày sau? ở sân bay tây an hàm dương một thanh niên mặc thường phục bước nhanh ra từ sân bay nhảy lên xe taxi nói bác tài đi đến lăng tần thủy hoàng ở ly sơn được rồi nhưng mà rất xa nghe nói mấy hôm trước còn có động đất cậu em thật sự muốn đi sao tài xế taxi hiếu kỳ hỏi đúng vậy bởi vì có động đất nên tôi muốn đi thăm dò một chút ai không có cách nào khác để tài cần nha thanh niên kia nửa thật nửa giả phàn nàn. Đề bài. Đúng vậy, tôi học ngành khảo cổ, thanh niên kia cởi nón trên đầu xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú, trong cậu cầm vé máy bay ghi tên hắn. Ba chữ hán đơn giản lục tử cương. Ba, tứ ti, bát cục, thập nhị giám, gọi là nhị thập tứ nha môn, trông coi về việc phục dịch trong cung, mỗi cơ cấu có thái giám trông coi. Bốn, trích bài thơ Giang Thành Tử chục năm sống tháng thảy mơ màng chẳng tư lường tự tơ vương phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn